Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài luyện tập trung, ôn tập trung ở trang 96, 97, sách giáo khoa toán lớp 2, bộ sách Cánh Diều. Bài tập số 1, yêu cầu điền số. Chúng ta sẽ phải điền số vào cái hình tròn này. Số này là số đọc là 213. Số này gồm có 200, một chục, 3 đơn vị. 200, một chục, 3 đơn vị. Gồm 200 cộng 10 cộng 3, đúng không? Vậy số này là số 213. Đấy. Số gồm 200, ta biết 100 là 2, đúng không? Một chục, ta biết chục là 1 và đơn vị là 3. 3 đơn vị ta biết 3, đúng không? Vậy số 213 gồm 200 cộng 10 và cộng 3. Hoặc là số 200. Đấy. Gồm 200, một chục và 3 đơn vị, đúng không? Đọc là 213. Bài số 2. Tìm số lớn nhất trong các số sau. Số 879, 978, 789, 979. Chúng ta sẽ tính dần ra, so sánh xem số nào lớn nhất. Đây đều là các số có 3 chữ số. Như vậy để so sánh các số có 3 chữ số thì chúng ta sẽ phải so sánh các chữ số trăm trước. Ta có 800, 900, 700 và 900. Thì hai số 900 này có trăm, số trăm là 9, đúng không? Là lớn hơn. Vậy ta sẽ lại so sánh hai cái số này với nhau. Ta thấy ở đây 900 bằng nhau rồi. So sánh tiếp đến số chục, 70 và 70 bằng nhau. Ta lại so sánh tiếp đến số đơn vị, 8 đơn vị và 9 đơn vị. 9 đơn vị sẽ lớn hơn 8 đơn vị. Như vậy số 979 này sẽ là số lớn nhất. Như vậy ở đây chúng ta sẽ khoanh vào số lớn nhất là số 979. Ý B, tìm số bé nhất trong các số 465, 456, 645, 546. Tìm số bé nhất, ta cũng sẽ so sánh các số này với nhau xem số nào bé nhất. Đầu tiên ta so sánh chữ số trăm. 400, 400, 600, 500. Như vậy hai số có 400 này là bé hơn, đúng không? Ta lại so sánh hai số này xem số nào bé hơn. Hai số này đều có số trăm là 4 rồi. Ta lại so sánh tiếp đến chữ số chục. Chữ số chục của số này là 6. Bên này chữ số chục là 5. Chữ số 5 chục sẽ bé hơn 6 chục. Như vậy số này sẽ bé hơn. Như vậy số bé nhất ở trong các số này đó là số 456. Đấy, ta khoanh vào số 456. Ý C, sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy chúng ta phải so sánh các số này, sau đó số nào bé hơn ta viết trước, số nào lớn hơn ta viết sau. Ta sẽ làm bài số 2 IC. Ta ghi là sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Các số này thì ta thấy là số 1000 là số có 4 chữ số, các số còn lại có 3 chữ số. Như vậy số có nhiều chữ số hơn là số lớn hơn. Như vậy số 1000 có 4 chữ số sẽ lớn hơn 3 số còn lại. Như vậy 1000 là số viết cuối cùng, đúng không? Tiếp theo ta so sánh 3 số còn lại. Ta thấy là 500, đây là 700, đây là 600. Vậy thì 500 là bé nhất. Như vậy số bé nhất ta viết là số 599. Tiếp theo, còn hai số còn lại, số này chữ số 100 là 7, số này chữ số 100 là 6. 600 sẽ bé hơn 700. Như vậy ta viết tiếp là 687. Và lớn hơn 687 là 769. Đấy, như vậy theo thứ tự tăng dần từ bé đến lớn sẽ là 599, 687, 769, 1000. Tiếp theo bài tập số 3. Bài 3.
yêu cầu thì A là tính. Yêu cầu tính chứ không phải là đặt tính rồi tính. Cho nên là phép tính này chúng ta sẽ viết theo hàng ngang vào trong vở. Đấy. Chúng ta thực hiện tính ra nhá. Sau đó chúng ta viết kết quả vào đây. Ta có 762 cộng 197. 2 cộng 7 bằng 9, viết 9. 6 cộng 9 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Bằng 959. Phép tính tiếp theo. 543. Trừ đi 127. Bằng. Chúng ta cũng thực hiện ra nhá. 543 trừ 127. 3 không trừ được 7, ta lấy 13 trừ 7 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1, viết 1. 5 trừ 1 bằng 4, viết 4. Như vậy bằng 416. Tiếp theo, 2 nhân 8. 2 nhân 8 bằng 16. 40 chia 5. 40 chia 5 bằng 8. Như vậy bài 3 chúng ta vừa thực hiện các phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 1000 và phép nhân 2 trong bảng nhân 2, một phép chia trong bảng chia 5. Ý B. Ý B của bài này là nêu phép nhân hoặc phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ. Ý B. Ở đây chúng ta có thể nêu phép nhân hoặc phép chia thích hợp. Chúng ta thấy ở đây, trên các đĩa bánh này, mỗi đĩa bánh có 1, 2, 3, 4, 5 cái bánh, đúng không? Ta đến thấy mỗi cái đĩa bánh này thì có 5 cái bánh. Đấy, có 5 cái bánh. Có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5 cái đĩa. Một đĩa có 5 cái bánh. Như vậy 5 đĩa thì có bao nhiêu cái bánh? Ta sẽ lấy 5 x 5 và bằng 25 cái bánh tất cả. Vậy ta sẽ có phép nhân là 5 x 5 bằng 25. Ở ý thứ hai thì chúng ta có là ở đây tất cả là có bao nhiêu con vật nào? Ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có tất cả 12 con vật, đúng không? Bây giờ ta sẽ xếp hay là ta chia đều số con vật này vào hai cái giỏ này. Đấy, ta chia đều vào hai cái giỏ này, đúng không? Vậy thì mỗi giỏ sẽ có bao nhiêu con? Ta sẽ có 12 chia 2 bằng 6. Như vậy mỗi giỏ sẽ có 6 con. Như vậy ở đây ta sẽ có phép chia là 12 chia 2 bằng 6. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài số 4. Bài 4 này. Bài 4 yêu cầu điền số ý A. Chúng ta thấy đây là hình chiếc thuyền buồm, đúng không? Chiếc thuyền buồm này được ghép bởi các hình tam giác và hình tứ giác. Hình tròn nữa. Vậy thì ở đây có bao nhiêu hình tứ giác và có bao nhiêu hình tam giác? Chúng ta sẽ đếm xem hình tứ giác ở trong cái thuyền này là có bao nhiêu. 1 này, đúng không? 2, 3, 4. Như vậy là có 4 hình tam giác. Bao nhiêu hình tứ giác? 1 hình tứ giác này, đúng không? Hình này này. 2 hình tứ giác này. 3 hình tứ giác này. Vậy ta có 3 hình tứ giác. Tiếp theo ý B. À, là hình một con robot, đúng không? Và ở đây được lắp bởi các khối trụ, khối cầu, đúng không? Và chúng ta xem nào. Ở trong này có bao nhiêu khối trụ và bao nhiêu khối cầu. Thứ nhất là có khối trụ. Khối trụ ta thấy ở đây có. Đây là 1 khối trụ, đúng không? Đây nữa là 2. Đây là 3. Đây là 4. 5. 6.
7, 8. Có 8 khối trụ. Có bao nhiêu khối cầu? 1, 2, 3, 4. 4 khối cầu. Đấy. Và ở đây chúng ta nhìn thấy là còn có thêm cả khối gì đây? Đây là khối lập phương, đây là khối hộp chữ nhật đúng không? Đấy. Bài tập 5. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 150 lít nước mắm. Ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 75 lít nước mắm. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm? Bài toán đã cho biết gì? Bài toán đã cho biết là ngày thứ nhất cửa hàng bán được 150 lít nước mắm. Ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 75 lít nước mắm. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu lít nước mắm? Người ta đã cho biết là ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất. Như vậy muốn tìm ngày thứ hai bán được bao nhiêu lít nước mắm thì ta sẽ lấy số lít nước mắm của ngày thứ nhất cộng với lấy số lít nước mắm của ngày thứ hai nhiều hơn, đúng không? Thì sẽ ra số lít nước mắm của ngày thứ hai. Như vậy đây chính là bài toán về nhiều hơn. Chúng ta sẽ làm bài tập, bài giải bài của bài 5 này. Trả lời ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít nước mắm là 150 cộng 75 bằng, ta thực hiện tính ra nháp, 0 cộng 5 bằng 5, viết 5, 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2, viết 2, như vậy bằng 225 lít. Lít ở đây ta ký hiệu là L. Đáp số là 225 lít. Ta viết là L. Nước mắm.